Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội có đắt không? Mức học phí đối với sinh viên Đại học chính quy của Đại học Bách khoa Hà Nội được xác định theo từng khóa, ngành, chương trình đào tạo, căn cứ chi phí đào tạo, tuân thủ quy định của nhà nước. Đối với khóa nhập học năm 2024, K69, học phí của năm học 2024-2025 như sau. Các chương trình chuẩn 24-30 triệu đồng trên một năm học, tùy theo từng ngành. Các chương trình Elitech 33-42 triệu đồng trên một năm học. Riêng với các chương trình khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, IT E10 và Logistics và quản lý chuỗi cung ứng IM E14 có học phí là 64-67 triệu đồng trên một năm học. Chương trình song bằng tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế FL2 45 triệu đồng trên một năm học. Các chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác, chương trình quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế đối tác nước ngoài cấp bằng 24-29 triệu đồng trên một học kỳ. Mức học phí có thể được điều chỉnh cho các năm học sau, nhưng không tăng quá 10% mỗi năm.